Xin hỏi nhà thuốc là hoa tam thất có giảm cân được hay không ạ? Chào bạn, hoa tam thất là một vị thuốc dùng để điều trị chứng mất ngủ rất là nổi tiếng. Thời gian qua thì đã có rất là nhiều bệnh nhân điều trị hiệu quả bệnh mất ngủ bằng hoa tam thất. Ngoài khả năng an thần điều trị mất ngủ thì hoa tam thất còn có một tác dụng tuyệt vời nữa mà hầu như là rất là ít người biết, đó chính là tác dụng giảm béo. Hoa tam thất thì là một vị thuốc giảm béo rất là hay. Nếu như là bạn đang mắc chứng thừa cân béo phì thì hãy kiên trì sử dụng hoa tam thất hàng ngày với liều dùng là khoảng 20g một ngày. Dùng liên tục khoảng sau 1 tháng thì sẽ có chuyển biến. Bạn có thể giảm từ 2 đến 5kg nếu như là kết hợp với các biện pháp ăn kiêng và luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.